Xin mến chào cô chú đến với kênh là cây kiểng của tôi cũng như kênh bonsai mini TNCT nha. Thì hổm dài lên mấy cái combo siêu hoa thanh lý thì cô chú mình ủng hộ con rất nhiều thì con xin cảm ơn ha. Thì hiện tại con lên thêm ba cái combo nữa cô chú mình xem tham khảo nha. Một combo giá chỉ có 180.000 và giá chưa bao gồm phí vận chuyển ha. Đối với một cây siêu hoa trồng to như thế này mà bán với giá 60.000 là nó quá rẻ luôn nha cô chú. Bán quái đồ sẵn thì về cô chú tùy theo dáng ở đó mà cô chú mình uốn éo ha. Đầu tiên là combo mã số 20, đinh sam siêu hoa mã số 20 ha. Đấy. Một, hai, ba. Mấy cây này nó bị do để gần quá nó bị vi khuẩn nó cháy lá thôi, chứ cây nó vẫn đang phát triển bình thường không có vấn đề gì hết hết cô chú. Thì về nó sẽ rụng hết những cái lá cháy này xong rồi nó sẽ ra lá non lại. Đó, combo mã số 20 rất là quái ha. Cây này đổ xuống rồi nó quấn chồng lên khá là quái. Là hai cây bay này. Đó, mã số 20 giá 180.000. Tiếp theo là mã số 21. Cũng là một cây bay nha. Đây, ở trên đây là nó vẫn xanh tươi bình thường nha cô chú. Nó chỉ cần rụng hết cái lá này là nó sẽ ra lá mới thôi. Một, hai. Đây là mã số 21 nha. Ba. Mã số 21 nha cô chú. Mã số 21. Cái này nó nặng lắm nè. Cũng là 180.000 thôi. Tiếp theo là mã số 22. Khi mà cô chú mình mua về đó, cô chú mình để sân số lượng nó ít đó, thì sẽ không bị cháy lá như thế này nữa. Còn với con là để nó dày quá dày cho nên nó bị cháy lá. Đây là mã số 22 nha cô chú. Giá cũng 180.000. Này có một cái bay lắc lượng nhẹ ha. Rất là ok. Mã số 22 này cũng 180 nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình thấy ưng cái mấy combo linh sam siêu hoa dáng quái này thì liên hệ cùng con đứng nhanh lại ha. Mã số 22. Mã số 21. Mã số 20. Đó, combo nào cũng 180 hết nha. Sẵn đây con lên lại hai cái combo hồng ngọc mai cho cô chú mình nữa. Đây là mã số 11 nha, hồng ngọc mai mã số 11. Một cây. Hai cây. Ba cây. Bốn cây. Năm cây. Sáu cây. Bảy cây. Cây này thì nó bị con sâu ăn chỗ này nè, về cô chú mình cắt những cái rễ này ra để mình làm cái cây rễ quái giống gì này ha. Cây này về chủ ích là chủ yếu để lấy rễ thôi. Đó. Thì combo này con giao lưu với giá là 150.000, giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Hồng ngọc mai. Tiếp theo là combo mã số 12. Một. Rồi, 6 cây hồng ngọc mai này vườn con cũng giao lưu với giá là 150.000. Cô chú mình thấy ưng thì liên hệ vườn con số điện thoại cũng để trên tiêu đề ha. Cảm ơn cô chú mình đã xem và ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất là nhiều.